Ngoại trưởng Phần Lan Haavisto nói rằng tài khoản ngân hàng của sứ quán nước này tại Moscow và lãnh sự quán ở St. Petersburg bị Nga đóng băng. Các tài khoản của phái đoàn Phần Lan ở Nga đã bị đóng băng từ cuối tháng 4 và không thể sử dụng. Chúng tôi đã gửi thư tới Nga về vấn đề này và họ vẫn chưa đưa ra lý do, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói hôm nay. Ông Haavisto nói thêm Phần Lan vốn không đóng băng tài khoản ngân hàng của các cơ quan ngoại giao Nga, nên động thái của Moscow không thể là đòn đáp trả. Tuy nhiên, nguyên nhân một phần có thể là các biện pháp trừng phạt từ Liên minh châu Âu, EU về giao dịch tài chính đã khiến các cơ quan đại diện của Nga ở phương Tây phải đau đầu, Ngoại trưởng Phần Lan nói. Ông nói thêm các quốc gia EU khác cũng gặp một số vấn đề về giao dịch tài chính ở Nga, nhưng hạn chế áp đặt với Phần Lan là một trong những hạn chế nghiêm trọng nhất. Theo Ngoại trưởng Haavisto, các cơ quan ngoại giao của nước này vẫn có thể hoạt động bình thường tại Nga nhờ nguồn tiền mặt dự trữ, nhưng không rõ tài khoản ngân hàng sẽ bị đóng băng bao lâu. Nếu tình hình tiếp diễn trong thời gian dài, chúng ta cần tìm giải pháp mới, Haavisto nói. Quan hệ Nga-Phần Lan căng thẳng sau khi Phần Lan gia nhập NATO, từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ. Phần Lan cũng dựng hàng rào biên giới kiên cố hơn với Nga, do lo ngại Moscow có thể sử dụng dòng người di cư để gây áp lực chính trị. Công ty năng lượng Phần Lan Fortum gần đây thông báo Moscow đã kiểm soát công ty con của họ ở Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh phê chuẩn việc tiếp quản. Theo AFP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.